rồi, có rồi. Sách tiếng Anh mẹ đặt cho con nè. Trời, hai mẹ con không biết tiếng Anh mà mẹ mua sách tiếng Anh. Khi dễ mẹ con tôi hả? Sắp tới con nó học tiếng Anh như người bản xứ cho coi. Em đã tìm hiểu cho học tiếng Anh cho con rồi. Curio Kids, hệ thống Anh ngữ và kỹ năng quốc tế đến từ Úc cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Có tận 15 trung tâm trên toàn châu Á. Curio Kids có khóa học hè từ 4 tới 8 tuần dành cho con. Học ở trường cả năm, tới hè mà em cũng cho con chơi nữa hả? Sao mà không cho? Khóa học hè này con sẽ được kết hợp vừa học vừa chơi giữa tiếng Anh và các kỹ năng sống. Mỗi tuần con sẽ được tham gia một dự án khác nhau, giúp con không bị nhàm chán và phát triển đa dạng kỹ năng như là chế tạo xe di chuyển trên sao hỏa, chế tạo thuyền gom rác, xây dựng khu vui chơi, trở thành nhà đạo diễn, dựng phim chuyển động chậm, nhà tổ chức sự kiện và cả lập trình game nha. Còn có bố của giả ngoại với giáo viên người bản xứ. Cuối tuần ba mẹ cũng sẽ được nghe con thuyết trình về mô hình của mình trong một tuần qua. Ở Curio Kids thì môi trường học của con đảm bảo bằng 100% tiếng Anh và học với giáo viên chất lượng quốc tế nha. Đặc biệt, Curio Kids cung cấp bài kiểm tra Holland và những buổi chia sẻ chuyên sâu cùng giáo viên, giúp ba mẹ nắm rõ những điểm mạnh, điểm yếu cũng như năng khiếu của con, từ đó xây dựng lộ trình học phù hợp. Nè, anh nhìn đi, có quá trời giải thưởng luôn, đủ uy tín chưa? Mới buổi đầu trải nghiệm thôi mà các cô cho con chơi trò chơi sáng tạo rồi nè. Coi bộ bà nhỏ nhà mình thích dữ rồi nha. À, mà khi sử dụng thêm mã BMCK5, em còn được giảm 5%, nhà mình có 2 bạn là ưu đãi tận 10%, áp dụng cho khóa 1 năm và summer camp 4 tuần trở lên. Khi đến tham gia buổi học thử, còn được tặng chú gấu bông Curio Kids. Các mẹ nhanh tay đăng ký cho con nha. Thời này mà không biết tiếng Anh là đâu có được các mẹ hen. Giờ nhà em đi về để chuẩn bị bữa sau đi học thôi.